đầu tiên sẽ song hành cùng với một bạn nhỏ, bạn hãy chọn đi. Bây giờ thì hai bạn hãy bàn luận với nhau xem là nên chọn môn nào đầu tiên để ghi điểm. Câu hỏi âm nhạc lớp 1 như sau. Mời quý vị đến với đáp án của chương trình. A. Chúc mừng, chính xác. Với câu hỏi đầu tiên, bạn đã ghi được điểm thưởng là 500.000 đồng. Hãy tiếp tục cùng phối hợp với đồng đội của mình chọn thêm một câu hỏi số 2. Đề thi tiếng Việt lớp 1. Và bây giờ đáp án của chương trình A. Đó là một đáp án chính xác. Chúng ta cùng chọn một người bạn nhỏ nữa đi đồng hành. Môn nào là môn lựa tiếp theo? Đề toán lớp 2. Mời quý vị đến với đáp án của chương trình B. Chúc mừng, chính xác. Bạn đã có 1.500.000 tiền thưởng. Chúc mừng, hãy tiếp tục chọn thêm một môn nữa. Thưa quý vị, câu hỏi tự nhiên lớp 2 ngay sau đây. Và bây giờ chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với đáp án của chương trình C. Chúc mừng, chính xác. Tiếp tục chọn một bạn nhỏ nữa. Tiếp tục chọn một môn tiếp theo. Và môn tiếng Việt lớp 3 sẽ có câu hỏi như sau. Và bây giờ đáp án của chương trình B. Chúc mừng, chính xác. Vượt qua câu hỏi này, bạn sẽ đến với câu hỏi tiếp theo, đạt điểm thưởng là 4.000.000 đồng. Xin mời. Thưa quý vị, môn tự nhiên lớp 3 với câu hỏi như sau. Và bây giờ là đáp án của chương trình, đó là đáp án gì? Đó là một đáp án chính xác. Chúng ta cùng chọn một người bạn nhỏ nữa đi đồng hành. Môn nào là môn lựa tiếp theo? Khoa học lớp 4. Mời quý vị đến với đáp án của chương trình C. Rất tiếc là không chính xác. Bạn đã có 6.000.000 đồng tiền thưởng, cố lên sẽ được 10.000.000 đồng. Âm nhạc lớp 4. Thưa quý vị, và bây giờ là đáp án của chương trình C. Đó là một đáp án chính xác. Tiếp tục chọn một bạn nhỏ nữa. Và bây giờ vượt qua cột mốc này, bạn sẽ có tiền thưởng 14.000.000 đồng. Và đề thi khoa học lớp 5 như sau. Chọn quyền trợ giúp sao chép. Bây giờ là đáp án của chương trình, đó là đáp án C. Đó là một đáp án chính xác. Thưa quý vị và các bạn, và bây giờ bạn sẽ có cơ hội vượt qua câu hỏi thứ 10 để đạt tiền thưởng là 22.000.000 đồng. Đề thi địa lý lớp 5. Và bây giờ là đáp án của chương trình B. Chúc mừng, chính xác. Câu hỏi của vòng thi đặc biệt, câu hỏi thứ 11, bắt đầu.
Và bây giờ chúng ta xem đáp án của chương trình. C. Rất tiếc là không chính xác.